Bể nước ngầm này của nhà ông Thành vừa mới được cọ rửa vệ sinh toàn bộ hơn một tháng. Vậy nhưng đã có lớp đất bùn dày khoảng 2 đến 3 cm bám dưới đáy bể. Nước từ nhà máy được bơm vào bể này cho lắng cặn, sau đó mới bơm lên bể mái, tiếp tục cho lắng cặn rồi qua hệ thống lọc tổng. Sau đó nước mới được lọc tiếp qua máy lọc RO này. Vậy mà cũng chỉ được vài tuần đã lại bẩn như thế này. Nhiều lúc mình xả ở nước ở đằng sau đồng hồ là ra là như nước sông, đỏ đục. Không, nếu mà dùng luôn là coi như là không sử dụng được. Mùi của nó thì nó tanh, cái mùi bùn như nào thì nó y như vậy luôn. Đúng như mình múc nước ở sông lên, cái mùi nó như vậy. Còn đây là bể chứa nước trên mái của nhà ông Kiên, cũng trong tình trạng y như vậy. Người bẩn lắm anh ơi, bẩn không thể chấp nhận được luôn, xả ra còn không khác gì một vũng bùn luôn, không thể dùng được luôn. Mà tôi qua 2 thiết bị lắng, mà các anh cũng biết rồi, các anh xem các anh biết rồi đấy, bùn dày hàng lớp vậy thì làm sao chúng tôi dùng được. Đấy, cái giá tiền chúng tôi bỏ ra để mà mua một khối nước sạch và sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho người dân, như thế là không đảm bảo. Theo lý giải của đơn vị quản lý nhà máy nước xã Ninh Vân, nhà máy này được xây dựng từ 2005, công nghệ lạc hậu, lại còn phải xử lý nguồn nước lấy từ sông Hệ, là nơi xả thải của nhiều nhà máy và làng nghề. Chưa kể, hệ thống đường ống dài 75 km, chôn sâu 1,5 m, thường xuyên vỡ hỏng, nên tỷ lệ thất thoát nước lên tới hơn 50%, tức bơm 1.000 khối nước thì chỉ có 500 khối nước đến được nhà dân. Chính đơn vị quản lý nhà máy nước cũng thừa nhận nước không đảm bảo. Với cái tình hình này thì cái đảm bảo vệ sinh hơi khó. Hơi khó. So với tiêu chuẩn thì nó thực ra nó với anh là vì nó hỏng hóc nhiều như vậy, nên là cái chất lượng là nó sẽ không đảm bảo về vệ sinh, vì đường ống nó hỏng nhiều quá, nó cứ liên tục như vậy, sửa chữa không kịp. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất hồi tháng 5 vừa rồi của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình, thì mẫu nước của nhà máy nước sạch Ninh Vân có 4 chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn, đặc biệt chỉ số Permanganat cao gấp 16 lần quy chuẩn cho phép. Để giải quyết vấn đề này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị công ty dịch vụ nước Ninh Vân nghiên cứu đề xuất xây dựng nhà máy cấp nước mới lấy nguồn nước từ sông Bến Đang để đảm bảo công suất và chất lượng cung cấp cho nhân dân. Nếu tình trạng cấp nước không đảm bảo chất lượng kéo dài, Sở Nông nghiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi công trình cấp nước xã Ninh Vân để lập phương án khai thác mới.